Clip của ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ giới thiệu đến các bác một đôi loa đến từ thương hiệu JBL. Đây là những dòng loa âm trần hoặc là những dòng loa được thiết kế ở các hội trường ở trong sự hội trường ở nước ngoài, nó là dòng loa bãi. Với đôi loa này thì có thể dùng một chiếc một, nó đã có công suất ở bên trong, có thể bắt Bluetooth. Đây, báo cáo bác đây, em Tuấn giới thiệu đây. Đây. Nó có cả nút tạm dừng play này, bắt Bluetooth này, rồi nút nguồn này, nút tăng giảm volume. Đấy. Thì đối với một chiếc loa này, chiếc loa như thế này thì báo cáo bác ở trên thị trường bây giờ thì cũng có người này người nọ, mỗi người bán một dòng loa. Nhưng mà cái quan trọng là cái dòng loa này là khi các bác về các bác phải set up nhé. Phải set up. Bình thường ở nước ngoài thì cái dòng điện đưa vào cho nó lên đến tận 56 đến 58 V cơ. Nhưng mà có nhiều bác thì có một số trang thì các bác chỉ nhập bãi về bác bán thôi. Thì các bác thấy bán người ta bán có 480 hay 580 gì đấy. Thì các bác thì tôi mua về. Nhưng các bác chú ý hộ em nhé. Nó phải can thiệp giảm đường điện xuống bằng mạch chuyển đổi chứ chứ không phải là các bác cứ thích bác mua về bác dùng đâu. Ngoài ra lại phải căn cứ là để sau này hai con nó có thể ghép đôi song song với nhau nữa. Đấy, nó lại phải liên quan quản lý mạch nữa. Nó không phải là các bác cứ thích mua về bác dùng được ngay. Đấy. Có nhiều bác thì là có tiền thì tôi mới mua một cái, sau đó mua cái kia. Nên là tất cả dòng này nó rất là tiện, nó có công suất rồi. Các bác chỉ cần phát điện thoại Bluetooth vào, cấp điện 12V 1A hoặc 2A là nó dùng thôi. Các bác đã đỡ đi một cái âm ly này nhá. Một cái âm ly bây giờ mua thì có phải ít tiền đâu. Cái thứ hai nữa là các bác có thể lắp được tất cả trên các sảnh, các trần nhà hoặc góc nhà, phòng làm việc, hoặc là tủ kệ, hoặc là trên ô tô, xe khách, xe tải, xe con, xe cẩu, xe ủi, lắp ở đâu cũng được. Tóm lại chỉ cần cấp điện, mà đặc biệt là trên xe ô tô thì nó có điện 12V sẵn rồi, ở cái tàu ấy, là các bác cấp cho nó thôi. Còn sau là bác nào muốn mua hai con thì bác bảo em ghép đôi xong đôi cho, là về các bác cứ phát trực tiếp Bluetooth vào. Báo cáo với bác là chỉ cần một đôi loa này thôi, không có một con xe nào tầm khoảng 500-700 triệu hay dưới 1 tỷ mà nghe được chất âm được ngang hai con này được cả. Hai con này phải nói luôn là bao phê luôn cho bác, đặc biệt là trong trong xe ô tô thì cái không gian nó rất là nhỏ, các bác nghe mê luôn. Mức giá thì em Tuấn đã báo rồi, 1.600.000 một đôi, còn nó bác là mua lẻ là 900.000. Nhưng mà tất cả những dòng này là bên em đã set up hết rồi nhé, set up này, chỉnh về nguồn này, rồi về tên, về cấu hình, rồi về sau này các bác có thể ghép đôi, ghép ba các thứ là có hết rồi, nó phải chỉnh được cái đấy, quan trọng nhất cái đấy. Nên là có nhiều bác là bác nào mà ham rẻ thì cứ mua. Có nhiều chỗ họ bán có 700-800 cũng có, nhưng đây em bán 800 một đôi, 1.600.000 một đôi, nó khác. Nhưng bác có thể mua 400-500 cũng có, nhưng 400-500 là họ để nguyên bản, bác nhá, chú ý nhá, nguyên bản và đổi nguồn chưa, và hoặc là chạy lại phần mềm để set up rồi chưa. Đấy, cái set up nó mới mất thời gian đấy bác, đấy, cái giá trị ở đấy đấy. Sau đây em sẽ test cho các bác, em nó khẳng định rồi mà không hay không lấy tiền, mời các bác vào bản test luôn. 1.600.000 một đôi, 900.000 một chiếc. Con này mà lắp ô tô chỉ cần hai con này thôi thì bao phê luôn, xe nào thì xe.